thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các phong trào thi đua yêu nước, người khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày. Tự hào là một trong những địa danh của tỉnh Hưng Yên được Bác Hồ về thăm và nói chuyện ở đình làng Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân năm 1961. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là nhận thức sâu sắc thi đua yêu nước và khen thưởng là động lực để phát huy hiệu quả việc quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, phát động các phong trào thi đua để động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và nhân dân ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Kim Động ngày càng giàu đẹp, văn minh. Năm 2023, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023, ngay từ đầu năm, huyện Kim Động đã phát động đợt thi đua đặc biệt với các nội dung thi đua thiết thực có trọng điểm đối với từng đối tượng thi đua. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đợt thi đua đặc biệt, nhiều các đơn vị địa phương đã tổ chức triển khai đợt thi đua một cách đồng bộ, sáng tạo và thiết thực hiệu quả, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của tập thể cá nhân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng đã rất là tích cực trong việc tuyên truyền quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua ái quốc, trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực phát triển, khơi gợi cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị được giao, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các cái chương trình, kế hoạch các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động. Thông qua đó thì đã có rất là nhiều những cái mô hình hay, cách làm sáng tạo, những cái tấm gương của tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền rộng rãi, tạo cái sức lan tỏa trong xã hội. Phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới các cấp, các phòng ban chuyên môn, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị tại Kim Động đã sáng tạo, gắn nội dung, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Điển hình là phong trào thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy chính quyền các cấp và ngành tổ chức xây dựng đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn. Quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nội dung phương pháp thực hiện phong trào đã được cụ thể hóa bằng các tiêu chí thi đua thiết thực gắn với việc đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm, các công việc đột phá với mục đích có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới được huyện Kim Động triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động cùng các tổ chức thành viên, các ngành chức năng
tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Đến nay toàn huyện Kim Động có 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 4 trên 69 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trận tổ quốc xã đã xây dựng những cái chương trình kế hoạch cụ thể, đặc biệt là những cái nội dung thi đua, những cái mô hình hay trong cái công tác xây dựng nông thôn mới. Khối dân vận đảng ủy phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xây dựng những cái mô hình học tập và làm theo lời Bác gắn với các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt trong cái thời gian này là gắn với nhiệm vụ là chính trị là để quyết tâm xây dựng và hoàn thành các cái mục tiêu để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Gia đình rất phấn khởi lắm, phấn khởi. Nghĩ rằng đây nó là cái việc chung. Thì coi là không hiến cho đảng và nhân dân thì không đi đâu mà thiệt. Vì cả con cháu mình tức là đời đời mãi mãi thì được hưởng. Thế dân làng tức là cũng đi lại cũng thoải mái, không có vấn đề gì băn khoăn cả. Thời gian qua, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc ở Kim Động có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và mang đến những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, tạo được sức lan tỏa lớn, trở thành động lực phấn đấu, cổ vũ cán bộ chiến sĩ, ra sức lập nhiều thành tích chiến công, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, mẫu mực vì nhân dân phục vụ, bám sát khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Trong đó, lực lượng công an từ huyện đến xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương, tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Qua phong trào, nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an cung cấp tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công an huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương về nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nội dung và hình thức xây dựng tổ chức phong trào đã được đổi mới theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn, đối tượng. Trên địa bàn huyện hiện có 199 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên các lĩnh vực đem lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự các cấp huyện trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng và đưa vào thành nội dung mục tiêu trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy quân sự huyện Kim Động hàng năm. Triển khai 100% các tập thể cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đăng ký việc làm mới, việc làm khó và đăng ký thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chỉ tiêu ra quân. Phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau đã được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương và sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động. Trong đó, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 của huyện nhằm thúc đẩy hiệu quả chất lượng thực hiện phong trào thi đua, khơi dậy ý chí, tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo, phát huy mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo. Phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện xuống còn 1,74% vào năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Cá nhân tôi là một người lãnh đạo của một tác xã, cũng như là điều hành hoạt động của tác xã, thì trong thời gian qua thì thấm nhuần cái
tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thì cá nhân tôi thì cũng là luôn tìm hiểu các cái phương thức sản xuất, canh tác, kinh doanh làm sao cho nó hiệu quả ở bên ngoài, để thu thập các cái thông tin để mang về để xây dựng cho quy mô của hợp tác xã. Và sản xuất thì hiện nay thì hợp tác xã cũng luôn luôn đổi mới trong các cái phương thức sản xuất, kinh doanh, bán hàng để làm sao mà mang lại một cái hiệu quả giá trị cao nhất về cho hợp tác xã. Thực hiện phong trào thi đua, huyện Kim Động đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi số. Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gương mẫu, tận tụy, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trên mọi lĩnh vực công tác. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan đơn vị địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Chỉ số hài lòng của người dân Ba Vì của huyện năm 2022 đứng thứ tư trên 10 huyện, thị xã, thành phố. Các cơ quan đơn vị địa phương tại Kim Động đã thực hiện có hiệu quả về chuyển đổi số, gắn kết bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số và các nghị quyết chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các cấp các ngành. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số trong một số lĩnh vực như lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khuyến khích xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh. Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Phòng Nội vụ là cơ quan được Ủy ban huyện giao tham mưu chỉ đạo triển khai phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì trong thời gian qua thì Phòng Nội vụ đã làm tốt cái công tác tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện, và sau một quá trình triển khai thực hiện thì các phong trào thi đua đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được cái sức lan tỏa, thay đổi được về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Có thể khẳng định là hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, có thái độ lịch sự, hòa nhã, duy trì cái chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, làm việc với tinh thần dĩ công vi thượng, đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các cái chỉ số cải cách hành chính của huyện. Tháng 9 năm 1961, khi thăm nhà mẫu giáo xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Kim Động đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập gắn với thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục, triển khai nhiều việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục. Trong đó có thực hiện linh hoạt sáng tạo bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị tôn vinh nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập vào dịp 20 tháng 11, thông qua các hội thi phát động các thầy cô đăng ký và thực hiện sáng kiến từ thực tiễn giảng dạy. Qua các phong trào thi đua, toàn ngành đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều tập thể tiên tiến xuất sắc trong hoạt động giáo dục và đào tạo, nhiều mô hình tiêu biểu góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng dạy và học.
Bản thân tôi cũng như là các đồng nghiệp trong nhà trường luôn luôn chủ động sáng tạo trong cái việc đổi mới phương pháp dạy học cũng như là đổi mới cái cách thức tổ chức hoạt động giáo dục trong cái việc là định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chúng tôi cũng luôn luôn ứng dụng cái công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc giảng dạy để nhằm nâng cao cái chất lượng và đạt được hiệu quả cao trong những cái công việc và nhiệm vụ chúng tôi được giao. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích hợp cái giáo dục, cái tư tưởng của Hồ Chí Minh trong cái việc là đưa vào các cái môn học, ví dụ như là môn giáo dục công dân, môn ngữ văn hay là môn lịch sử. Thứ hai đầu tuần chúng tôi cũng tổ chức cái cuộc thi kể chuyện về phong cách đạo đức Hồ Chí Minh để lan tỏa, hướng dẫn các em học sinh làm theo lời Bác. Với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả công tác khám chữa bệnh và chất lượng, các cán bộ nhân viên y tế tại Kim Động đã tổ chức triển khai phong trào thi đua, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức và văn hóa ứng xử, quan tâm tới công tác đào tạo chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, y tế. Đội ngũ cán bộ y tế của huyện thi đua hưởng ứng phong trào ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu, không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người bệnh. Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn, tạo không khí thi đua sôi nổi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, được các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở lồng ghép và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ huyện đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Một số địa phương khu dân cư rất chú trọng tới việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp trong các lễ hội dân gian, truyền thống tốt đẹp của cha ông trong mỗi gia đình dòng họ. Phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn trong huyện triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, thu hút và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tại Kim Động tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện lòng nhân hậu, nghĩa tình thủy chung, vốn là nét đẹp tính nhân văn, lòng nhân hậu của phụ nữ Hưng Yên, tiêu biểu như mô hình vườn cây sinh kế khởi nghiệp, đường hoa phụ nữ, nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, đường cây xanh phụ nữ. Các cấp bộ đoàn tại huyện Kim Động đã thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động của đoàn như tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ bảo vệ tổ quốc. Nhiều chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, bàn giao một số công trình thanh niên, điểm vui chơi cho thiếu nhi, duy trì và gắn biển mới các tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, tuyên truyền xây dựng lối sống văn minh, cư xử văn hóa trong thanh niên và nhân dân. Trong những năm qua thì quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thì tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên trong toàn huyện đã luôn tích cực học tập và làm theo thông qua các phong trào thi đua nước, nhất là phong trào thanh niên xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và lập thân lập nghiệp và khởi nghiệp. Phong trào này cũng đã được các cấp bộ đoàn trong toàn huyện triển khai rất là mạnh mẽ, như là hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Đã có trên 180 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nguồn xã hội hóa được các cấp bộ đoàn đăng ký và đảm nhận. Và trong thời gian qua thì tổ chức đoàn cũng đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội của huyện hỗ trợ vốn vay trên 32 tỷ đồng cho đoàn viên thanh niên. Thông qua đó đã có trên 50 mô hình thanh niên tiêu biểu trong phát triển sản xuất.
phong trào thi đua của các cấp hội nông dân trong huyện tiếp tục có sự đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện để phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, được cụ thể hóa và đã đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua sôi nổi của hội, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng tổ chức hội nông dân của huyện Kim Động ngày càng vững mạnh và phát triển. Thông qua các phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cựu chiến binh tại huyện Kim Động tiếp tục được duy trì và có mức tăng trưởng khá. Có một số doanh nghiệp trang trại do cựu chiến binh làm chủ, có doanh thu hàng tỷ đồng một năm. Đối với các phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đều được các phòng ban chuyên môn và địa phương trong huyện thực hiện hiệu quả. Các phong trào thi đua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, công trình lớn và có ý nghĩa trong phát triển kinh tế xã hội của huyện như khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão, đường nối hai đường cao tốc qua địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị địa phương luôn coi công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, thực hiện các nội dung hạng mục của dự án trọng điểm là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm, kỷ cương, kỷ luật, chống tiêu cực lãng phí trong giải ngân vốn đầu tư công, trong thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ra soát việc phân bổ vốn cho các dự án trọng điểm phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, an toàn tuyệt đối trong thi công, xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, giải quyết những khó khăn vướng mắc, đảm bảo có cơ chế để thực hiện công tác thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, ra soát phân bổ các nguồn lực cho các dự án, công trình trọng điểm, tăng cường cải cách hành chính, duy trì hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, cải cách dịch vụ công trực tuyến. Ở huyện Kim Động, có nhiều người từng được gặp gỡ Bác, nghe Bác Hồ nói chuyện, những lời dặn dò của Bác luôn theo mãi trong cuộc đời họ, dù trên cương vị nào là hành trang để họ phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được tổ chức cơ quan giao phó. Trên mỗi cương vị, họ vẫn luôn đinh ninh lời Bác về sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân cho tập thể, cho sự phát triển của phong trào, của địa phương, đơn vị. Các cái đợt Bác về Hương Yên, Bác gặp cán bộ và nhân dân Hương Yên, Bác bảo không cái gì bằng cái đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết. Xong rồi mỗi một người có một cái ý chí để một thực hiện phát triển cái nền kinh tế hoặc là cái chính trị, nhất là công tác chính trị. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết, không hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên tôi được gặp Bác trước, Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Bác hỏi là thế giờ muốn làm giàu cho tổ quốc thì các cháu phải làm gì? Thì tôi thưa giơ tay rồi, thưa Bác, chúng cháu đi khai hoang. Thế bảo tốt lắm, tốt. Thế giờ Bác đặt tên cho các cháu là Gái Đại Phong ở xã Nghĩ Dân. Xã Nghĩ Dân là dân có nghĩa. Thì các cháu phải phát huy cái truyền thống của nhân dân của xã nhà. Thế xong Bác nói thêm độ 15-20 phút, Bác đi thẳng đường đây lên, vào thẳng mẫu giáo. Bác xoa đầu các cháu. Các cháu mới dở cái túi quà ra, nó độc có kẹo. Bác cứ bốc cho mỗi cháu mấy cái đấy. 75 năm thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động sáng tạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn với mục tiêu xây dựng quê hương Kim Động giàu đẹp, văn minh. Mỗi người dân Kim Động
luôn tự hào và hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt lời dạy của Người để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra, góp phần xây dựng quê hương Kim Động ngày càng giàu đẹp, văn minh như mong muốn của Người. Trong đó có thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trước mắt là thực hiện chuyên đề năm 2023 về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Huyện Kim Động tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra. Cụ thể là phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế vùng bãi. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc. Đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch là khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững, động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên.